Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Issa Tachimui đột một cái chàng chừng mỏng manh nhưng đầy gợi cảm của một biker xe thành. Cái chiếc Issa Tachimui là một trong những mẫu xe con trai của nhà Yamaha. Từ lúc trình làng em ấy đến nay đã để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem bằng những bản độ từ nhẹ nhàng đến hầm hố theo cách từ mọi người. Dẫn chứng điều đó, chúng ta cùng xem qua cái chiếc Issa Tachimui đầu tiên như đây. Xem qua tổng thể, cái con chiến mã khoét cho mình bộ áo mang cái màu xanh ngọc đầy ấn tượng, năng động, cá tính. Dán trên mình một bộ tem trên cái dàn áo có thiết kế là rất giản đơn, bởi cái điểm nhấn vẫn là cái sắc màu xanh ngọc. Chó đen zin được thay mới và thay vào một cái chó đen 2 tầng từ hãng Sinfast. Không những tăng cường ánh sáng tốt dụng cái ánh sáng LED mà còn cho cái nhìn thẩm mỹ qua thiết kế sắc sảo của mẫu đèn này. Và tóc nhìn hơn thì người chủ trang bị bộ cụm tăng tóc đồ chơi với anh chừng ga được cút cái này kể. Chàng chân thì mỏng manh nhưng đầy gợi cảm khi lỡ bỏ cái mâm xin có thiết kế quá đặc thù, và thay đó là cái mâm của Race Boy 5 cây, một cái bản nhỏ dành cho cái chiếc X10 có một cái trọng lượng cực nhẹ giúp cho việc gia tóc nhanh hơn rất nhiều. Để gắn được lên đĩa xin 5 lỗ thì cái mâm bắt buộc phải thông qua một cái sự hỗ trợ của cái lồng nhôm CNC biến tấu về 4 lỗ phù hợp cho cái mâm. Phía trước được trang bị cái mắt mèo hướng đến những cái mẫu xe từ châu Âu cũng như ở nước Malay, cũng có rất nhiều cái dòng xe gắn phụ kiện này. Chủ nhân đã trang bị một hệ thống cái giảm sốc cái teo, cái bình dầu rời. Đây là mẫu cuộc đồ chơi với cái lò xo vàng bọc, đáp ứng rất tốt độ nhún nhảy hợp lý cho mọi đội hình. Cái sự thể hiện quy lực của em ấy được tăng cường qua một cái ống xả Levin Carbon cho ra một cái thứ âm thanh tê tái đầy quy lực. Phần đuôi thì gọn gàng hơn với cái xi nhan mua tít. Bản độ giản đơn nhưng cái dàn chân mỏng manh đã là ấn tượng sâu sắc cho người xem. Issa Tachimui độ một cái dàn áo là xanh lá đi cùng với một cái dàn chân mỏng như siêu mẫu. Cái chiếc Issa Tachimui cho đến thời điểm hiện tại đã có mặt rất nhiều bản độ. Mỗi tác phẩm ra đời đều là cái niềm đam mê tâm huyết của những biker chơi xe đổ vào. Dẫn chứng điều đó, chúng ta cùng xem qua cái chiếc Issa Tachimui độ kiển bị dưới đây. Xem qua tổng thể, cái con chiến mã quét cho mình bộ áo mang cái gam màu là xanh lá nó bật. Đi cùng với đó, lọt đồ chơi kiển được gác lên xe rất hợp lý. Đem lại một cái sự hiệu năng đúng như cái sự ổn định như xe. Dàn chân chiếc cái mâm xin nguyên thủy được thay mới bằng một cái mâm của Race Boy 8 cây. Có thể thấy kích thước mâm là cực nhỏ. Chính vì đó là cái trọng lượng chiếc xe giảm đáng kể, giúp cho tóc nhanh hơn. Hệ thống phanh được nâng cấp mạnh, đĩa gaffer cho tem đi cùng với cái lồng nhôm CNC. Chính vì kích thước đĩa quá lớn hơn zin nên phải gia công các vách nhôm CNC chạy từ máy để gắn hoàn chỉnh được heo dầu. Toàn bộ chi tiết bánh lái được cố định bằng ốc rồ tì, được điện phân lên rất nhiều màu sắc khác nhau là cực đẹp. Lốc gió zin được thay mới bằng cái bộ e trụ Kenen giúp cho để gió tốt cho tóc nhanh hơn, thích ứng trên những cái bản độ xe máy. Cái bộ cấp zin cũng được thay thế bằng bộ cấp của Gipsbit cấu tạo từ nhôm CNC sắc sảo trong từng chi tiết. Tất nhiên chất lượng nhôm sẽ nhẹ hơn nên cái trọng lượng cũng giảm đáng kể. Bên cạnh đó, hệ thống truyền tải với cái đĩa nhôm CNC ống ánh cái sắc vàng cực đẹp đi kèm cái sợi xanh vàng. Hệ thống cái giảm sốc WS đi cùng với bình dầu rời. Đây là mẫu phụ có cái lò xo ti lớn zin, đáp ứng rất tốt độ nhún nhảy hợp lý cho mọi đội hình. Bản độ giản đơn nhưng đầy cái sức hút đến từ biker bộ lọc. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, chi tiết nhớ like, share và subscribe.